我也休息了，我休息多数我过得干不干非常好。好，这些是我们大家努力。今晚宣导了我们走路mỗi cái nhiều sự sơ sự đang hồi và tất nhiên là trong đó cũng được nuôi dưỡng và nó là một cái phần để phát triển của thân sư già. Bạn chưa nhỉ? Bạn chưa được cái phần nếu mà nó phát triển thì chắc chắn thì chưa được thò ra được. Và bên cạnh thì chưa có nắm tức là nhưng mà thấy được là nhờ khó quá và cường độ phản mà xương phản kinh nghiệm của nguyên nhân tổn thương bên dưới và rồi xuất hiện buồn và có ba tháng sau đấy tức là cái gì làm gì để tạm biến hay là đi đi vô đi vô gì gì nào rồi làm ngày sau thì được ba tháng sau đó thì chồng chồng thì chồng nếu như mình nhắn thì có trình đó là cái chồng nó có biểu có cái tích của chồng nhưng mà mình nhắn thì có trình đó là mình có phản mà cái chất của phản nó là ngạc được phản một lớp thế lớp này là một lớp do tạo cũng tạo cũng là tạo ra từ một ba cái này tắt cái con và từ thằng tiêu viên sản ở giữa và đường mờ nước ngoài hai đường tiêu hóa để đi bắt cái cầu thì gặp trong các cái bệnh lý như là xương lành diễn xương tùy gãy xương suy yếu rồi bây giờ nói qua là suy yếu này quá hiểu thì được còn nói lên rồi gãy xương suy yếu thì rồi
lòng xương, lòng xương tổ ra một vùng xương như vậy, giật người rồi tổ xương. Lòng xương thưa xương. Mệt mỏi hoặc chưa được phá thi hình chưa một lớp nó đang học cái phần đó ở đây. Lại xin chạy thì chúng ta hỏi ra thì biết họ làm nghề gì thì biết thôi. Ví dụ như là cái gì bóng là bóng đúng rồi, cầu thủ bóng đá. Rồi bên đấy thì nó có cái đường sáng mà có vẻ như đều rõ, bên chỗ thì có đặt xương trong vòng, có vòng xương lớp. Thì bên này là tôi vừa nói fracture de fatigue thì gãy xương cho mình bỏ. Và bên này là
giải trừ các tự lý của em thôi. Vì họ đã sướng, để sơ sướng. Lúc đó hiểu cái nhiều lớp là thế nào. Và cái nhiều lớp thì có thể lăn mà có thể ác, mà lăn là viêm. Và coi chừng cái loại này này, ở giữa có cái ổ tiêu xương như là ổ áp xe, mà có đặc xương quanh thì người ta gọi là áp xe pro đi. Và nếu một cái đường cắt vào đó, chúng ta thấy có cái đường nó bị phải xuyên quá, đó là đường giò. Mà đường giò thì cái đường mà dưới mang xương này thì nó chỉ là dịch thoát dịch ra từ xương. Nếu chúng ta làm kỹ mà đọc kỹ thì có khi nó phá lúc vào mang xương, nó tạo thành một cái xe mà nó ra từ bên trong tùy ra bỏ ra mặt xương và ra một cái gọi là giò. Có gì nữa mà da vô ra da, tuy nhiên cái thực phẩm có thể có những biến chứng gì tạo ra một cái giò và rất là nguy hiểm do cả từ của môi trường cao. Và vì thế cho nên là muốn thấy cái đường giò đó phải làm gì ạ? Chụp cái gì thấy giò nhé? Em ra, đồng ý, nhưng mà còn cái nữa thấy được. Thank you.
thì cái cá á là vi sinh thủy hoặc là xin lỗi á là cái u hạt acid tiếng Anh thì viết ngược lại eosinophil granuloma và b là vi sinh thủy và cái này còn khả năng là một cái acidory. Còn cái loại mà tôi gân nó đã như thế này, hai cái này gân được nhau đây vào cái đạo xương, cái đạo xương vào cái xương thì tất nhiên là chúng ta đừng có đọc là cái hạt ngay mà có khả năng vào cái xương nhiều lớp và tiêu xương có khả năng buộc là hai lần này. Nhưng một lần hình sáu cũng nó nản như thế nhưng mà cái tiêu xương bên trong rõ khoảng hơn xương nữa thì đây là cái môi này và đây là cái sạc của mình. Hai cái thì rất rất giống nhau mà chạy bộ khác nhau bên là bên của bờ là cái thực công vừa tuổi để nhá dùng camera chụp hình rồi cái gì gái xưa cùng cùng của bài xưa mà xưa bóng ra do cái sơ sơ từ bên trong do nó cả có sơ sơ sắc quê và tạo xương vẫn cạn vô điều kiện như vậy là nó sẽ tạo ra một cái và tạo xương thẳng góc với trục thân xương và cái tư duy dựng lên cái tư duy dựng lên chúng ta dùng cái từ cạn chúng ta buộc là tạo họ buộc cạn do cái cửa ga như vậy là cửa ga đó tăng lên đi lên cái mặt trời nếu nó xâm lấn ra mô mềm bên ngoài mà kết hợp mấy ta là còn lá cũng gọi là chèn ở các mô tả hoàn toàn phủ kín cơ thể như thế nào các mô tả hoặc là thảo từ một cái điều chất đến đấy để đến xong rồi mình biết được là chàng này là cấp độ hoặc là vi phạm của cái điện thoại của sản phẩm không có nhờ khi nó đã cái băng đi và vì thế cho nên cái loại này thì thường là một là hai cái điện thoại nhưng mà cũng có thể cũng có thể gặp trong cái loại và đây viêm xương thể giảm và khi làm cả cái cá xương là chúng ta lại xem tiếp trong bò xương của chúng không và để có thể biết cả u cũng là thứ phát người của viêm để biết tôi có sao thì tiêm viêm cả u và đi cùng cá xương nhưng mà
cái hình ảnh xương của bụng cảm giác hai bụng. Không có cản cánh á, cánh tay hoặc xương đuôi hết. Như xương như khỏi, như đầm mấy, như khỏi thuốc, tức là nó vừa xâm lấn vừa cái màng xương và là phát triển nhanh đến mức mà nó không kịp cố khóa, nó bắt đầu đây được bỏ bên ngoài, thì loại này thường là mà không lành. Khi mà màng xương cảm động, với xương thì nó đặc trưng thì sao? Đó là tăng khí, và mất ý, mất cái phân biệt giữa ống tùy và ống sữa thì chúng ta hiểu rằng đó là xương trong tỳ và cái phần cảm động. Rồi,
dặn cái đồng đội và từ từ như là một cái lắc vi tính, tính thì không thúc, không có thúc, lấy thì trồng dịch. Ví dụ như có cái tim xương nó thì cũng dễ. Lại đúng hơn chứ. Có thể à, mình bắt được thêm nhưng nó không có. Thế bây giờ mình sẽ nhìn. Bây giờ cái này chúng ta sẽ làm được. Đó thì cái tổn thương phần mang xương về cái phần nặng nó tạo thành đá cung có vách bên trong gương, cái này gương gương như cái bọc xà phòng đây, nhưng mà
nó cũng không phải chỉ bỏ cho phòng điều hình mà người bắt thì cả thì tâm nhìn giá cả để đang như thế này đó cũng là một cái phản không những của vỏ mà của trong tùy thì cái loại này là nó một cái loại u lành tính u cân cơ và vì thế cho nên là cái này chúng ta đừng có chắc mộc rằng đó là việc kén xương nan xương mà quá trình cái này thì cuối cùng giải phẫu mình là gì cả. Rồi rất thích phiên bản mô một lá của hệ C thì đấy là bộ A ô cái bộ không lực mờ có đặc xuyên xung quanh tư của cả và nó cũng tốn đọc cái bộ bên ngoài và bỏ tắt bên trong chứ chưa một đồn cái này là một nhưng mà nhớ đây lúc xuống dưới chút cái phần má cái epiphyse hoặc là cái metaphyse đây là nó nằm nó giữa cái thân và đầu xương thì lại là thôi. Nhưng mà cũng như thế này, hình của hình bubble sort tức là bọt xà phòng. Hình này người ta gọi là hình như bọt xà phòng mình đánh bọt lên nó ra từ cái bong bóng. Mình bọt xà phòng thì có hai cái tùy vị trí. Một là ô tế bào không lồ. Hai là ô tế bào không lồ. Nằm đấy thì là đâu, nhưng nằm xuống như này thì được không nào? Vì thế bác học cái phần này lưu lượng của bệnh học để bao giờ thì cái đó thì chúng ta được cái bệnh lý đó là cái gì để làm cho nó sơ không được bụng bê thì tôi được tôi mọc nó dày như một cá còn cái mục C tức là bờ nó bắt đầu không rõ, nó không có đặc biệt xương như là cái mục A mục B dưới trong đường này không rõ. Đó, cái sơ đồ người ta làm cái C là cái sơ đồ thì giữa A và B nó có gần cái sự tương tự nhưng người bản chất là B là vì xương tủy, bởi vì nằm ở phía hàm trước thì có tiếp xúc và có phản mặt xương thì nó là tiếp xúc và bên bộ B là những cái cạnh cái loại gì của tiêu hóa
như cái bài này không thể nhắn được, mà chỉ cần học như thế rồi về cảm đọc đi. Tôi nhớ đấy cái gì đó. Dương nhớ không, cái này cái này cái gì mảnh thiên chết thôi. Anh giải thích mảnh thiên chết là cái gì? À đúng rồi, tức là nó hoại từ, nó tiêu hoại từ và tạo thành nội bù bên trong. Chỉ còn một cái mạch xương đó là bắt đầu thì con còn mạch nuôi, nó chưa bị phá hủy. Cái loại bên này thì không thấy có cái mảnh xương chết nhưng mà có cái nám như vôi rồi đấy, dầm dầm đấy. Đó, thì một bên lá thì viêm xương tủy và một bên lá cái áo màu vải này này thì mưa nó thấm, nhưng mà cái áo áo ni lông á thì nó không thấm, thì người ta gọi là nóng kẹt cả. Cho nên cái mùa mưa thì ngoài ngoài cái từ mà mưa thì cả cái quần nhiều, cái là tạo một hoa nó được quan thì là thì trong đường này nó bị thấm. Mưa và tất cả bộ lực tràn được cái vòng đi xung quanh thì gọi là siêu thấu. Còn những cái từ gì thì siêu thấu thường được nó xuyên siêu thấu là thăng xoa là cái siêu nghe. Còn từ nhiều viết ở vô sư đạo và lúc đó thì cảm thấy mạnh và rất là xâm lấn. Cái loại này là người của bạn được đó thì tổng hợp lại ba cái gọi là một hai và ba, một thì chia ba là nhưng mà cái thì ba, nhưng mà cái sau này thì cải biến từ 2017 thì người ta cải tiến và mục đích là để giúp cho điều trị. Loại này là loại xuyên thấm này, nhưng mà nó gần nó đã như cái loại gì? Mọc gặm. Mọc gặm. Tức là loại này gần như là khác. Và vì thế nên có cái sự phối hợp đạo ác thì vừa trong tỷ vừa gặp họ
biến thành một bên với những các loại lăng, nhưng mà nó sẽ chuyển dạng đến tiền trong thu xương khi có một số lòng chuyển thẳng dần theo thời gian do các sản phẩm khác dường như là các sản phẩm kích thích như là các cái nhiều các hóa chất và cái đột biến cái gì cái việc mà chỉ cái đoạn này để tôi nói thêm từ cấp một lên cấp hai, nhưng mà cách điều chỉnh một lên hai, hai lên ba hoặc là từ hai có ba thì cách điều trị người ta làm giảm cái rạp xuống gọi là đáo tức là giải thuốc staging. Trong cái chiến lược điều trị của ung thư hiện nay thì ngoài cái vấn đề dịch tế bào và cái điều trị đích, còn cái điều trị thứ hai tức là làm giảm cái stage xuống điều kiện hai lên ba, đây chúng ta đã gọi là một lên hai, hai lên ba. Bây giờ điều kiện chỉ núi ta hai lên một hoặc ba lên hai thì làm gì để mà có cơ hội phục hồi và khi phục hồi và trong một quá trình mới thì cải thiện. Đó, bây giờ đây là một cái tổ chức phối hợp. Chạy hoặc là khỏi
mấy còn khói thuốc lá như hút thuốc thì hơi khói lại. Còn thầy người gan đó. À cái này không rõ. Cái phần xíu thôi cho chưa phá cái bò đây tạo mấy sự người gan để chúng ta không đặt. Vì như vậy khi mà có mấy nhiều điều một là một là tiêu sướng, hai là đặt sướng, ba là mặt sướng và phần lực như là tốt kích hai là ba và chỉ có lá. Được rồi. Xong, cảm ơn một. Và nó gần như là cái mọt rầm. Và như vậy ấy, thì cái bờ mà không rõ thì người ta lại chuyển qua cái số 2 rồi. Mà cái từ một xế mà có 2 thì ý nghĩa của nó là ác tính nhiều hơn. Và vì thế cho nên cái điều trị phải downstaying từ cái một xế từ 2. Nhưng mà 3 là chia là 3A và 3B. Và hơi thay một chút là 3A thì nó làm thay đổi cái bờ và cái tổn thương bên trong của màng nội xứ thì nó tắc ra thì nào được tổn thương nó và tổn thương thì liên tục nhạy của cái tóc cái tóc nhạy cái tóc phải đi từ từ bò như là con kia là đi từ từ còn cái tóc của nhạy và sau khi là nhạy rồi thì C là B và B là lòng lòng bác sĩ là thì các cái tổn thương mà sinh tồn. Thế thì bây giờ là cái cải biến này nhằm mục đích là để xin cái loại lăn tính ba cả tình hoặc cả tình. Nhớ là trong cái các nó han và trong cái kiểu rapping của thần kinh ấy, thì người ta cũng xếp là lăn tính, bán lăn tính, bán ác tính và ác tính, tức là bốn loại. Thì đấy thì rõ ràng là nó gần tương tự như thế, nhưng mà chúng ta đánh số khác nhau chút thôi. Bốn ác, lành tính và điển hình và truyền dài tính rất ít. Một bế là nhiều khả năng lành, tức là bán lành tính thôi, bán lành tính thôi, nhưng có thể ác tính hoặc di căn hoặc myeloma là cái loại u đa tụy. Rách 2 tức là bản ác tính. Kim rách 1B tức là bản lành tính. Hai cái khác nhau nha. Tức là khả năng lành nhiều hơn. Nhưng mà rách 2 là 50-50. 3 là xâm lược ác tính. Và 3C quá rõ. Rõ và cái này là 2016 trở đi. Các cái tác giả của Hà Lan và bây giờ thì hầu như là rất nhiều hội nghiệp hội đồng thuận. Vừa có cái đặc điểm đặc sư thì đặc sư có hai nguồn gốc, một là từ các khối xương trong hai là từ màng xương. Thì đặc biệt đó là sự phản ứng các cái tiếu xương. Vì cái tiếu xương là cái bản thân của mô xương đó nó bị phản ứng với một cái cảm, nó bị xâm nhập với cảm tạo những cái điểm và được cảm tạo những cái điểm. Nhưng trong cái đặc xương cái lúc đó thời gian và cái mô xương nó phản ứng với đặc điểm chất đó và chủ yếu là không phải là bình thường mà là thảo thuốc thảo. Và thông thường thì nó không phải là một cái tác nhân kích thích bên ngoài hoàn toàn
mà có thể do nội sinh bên trong, ví dụ như có một cái bất thường mạch máu, những cái u trong cơ xương thì đa số là bất thường của mạch máu bên trong, và cái mạch máu đó là tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, và như vậy là và khi tăng hoạt động của tạo của tao thì tạo nên những sự xung quanh, nhưng mà vấn đề là cái sự cả cái mạch máu với nó, mạch máu với nó từ từ tổn thương, và chính cái mạch máu đó người ta gọi là cái virus, là cái tổ chip nó làm việc, vì nó không thể có hoạt động vì là mạch máu sơ xương xung quanh, và giờ thì còn một cái chỗ mà không có hoạt, và cái này thì nó gần như là FNH của ung thư gan. Ung thư xương giảm xương, nhưng mà sau này thì ung thư giảm xương thì người ta phát hiện cho nó còn lại ung giảm xương. Thì cái loại này nó gần tương tự như kẻ khác, thì đa số vì đây là đúng cái này từ cái thủy phân thủy ở dưới là có cái mặt nuôi và cả cái mặt nuôi trong gan để mà trong xương, thì cái chỗ này gọi là lý đây là cả cái đường gan và cả cái tế bào của gan tăng trưởng, còn trong xương thì cả cái xương và cái đặc xương đó, thì cái phần này là nó tăng và nó đặc. Và nó chưa lại như một cái ngôi sao đấy, sao thì đó chính là cái xương hay là cái gì đây, bây giờ chúng ta sẽ nghe thì là cái gì sao. Bây giờ cái phần mặt xương thì chúng ta sẽ có một cái bài tiếp. Rồi. Tiếp tục bên dưới lên. Thank you.
Tá.
xã hội